Dạ, mến chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi với kênh bán hàng của chợ ô tô Pháp Anh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Dạ, sau đây em xin giới thiệu với toàn thể cô chú anh chị một mẫu xe, đó là Daewoo Gentra, xe sản xuất năm 2008. Xe này chạy động cơ máy xăng. Em xin đi một vòng tổng thành xe để cô chú anh chị tham khảo. Xe này đã được bên em kiểm tra rồi, xe này không lỗi nhỏ, không mất một phân sùng. Để em đi theo từng cánh cửa cho cô anh chị coi. Xe này phải gọi là siêu cọp luôn, keo chỉ còn nguyên rin hết. Đây, nội thất này cũng được bên em bọc mới rồi, bọc da phối 3D ở trong. Này bằng ghế sau. Xe này được trang bị cái màn hình cảm ứng. Xe này vô lăng của số còn rất là đẹp. Dạ, tiếp theo em đi tới cái phần động cơ máy của xe. Xe này cái thanh dàn trước nè. Cái động cơ này cũng có tẩy rửa rồi nên nó sạch lắm. Xe máy nó khô ráo, nó không có tí nhớt nữa hết.